cũng có khát vọng làm giàu. Nhưng bằng cách nào để thay đổi cuộc sống? Nhất là với những người sinh ra từ những vùng quê có xuất phát điểm thấp, thì câu chuyện khởi nghiệp càng chẳng hề dễ dàng. Nhưng đối với nhiều người nông dân ở huyện Yên Sơn, với những lợi thế sẵn có tại địa phương, họ đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế để hiện thực hóa khát vọng làm giàu. Tất cả đều có điểm chung là không cam chịu cái nghèo, cùng phát huy đức tính cần cù, chịu khó, năng động sáng tạo để vươn lên khẳng định mình. Câu chuyện về khát vọng vươn lên làm giàu của anh Nguyễn Văn Long ở xã Tân Long, huyện Yên Sơn là một điển hình. Để có được thành quả như hôm nay là bao khát khao, trăn trở trong hành trình đi tìm cái mới. Trăn trở đó trở thành quyết tâm để anh Long xây dựng thành công mô hình kinh tế ở vùng đất khó này. Thì tôi thì cũng như bao nhiêu thanh niên khác thôi, cũng đã từng đi ra ngoài xã hội làm đụng, đi làm thuê, làm mướn cũng khoảng chục năm nay. Thì sau suy cho cùng thì vẫn muốn quay trở lại nơi mảnh đất của mình sinh ra để phát triển kinh tế cho địa phương. Thứ hai nữa là gia đình cũng có một số đất, nói chung là cũng đủ để mình có thể phát triển cái mô hình trang trại. Trở về và khởi nghiệp sau hơn 10 năm bươn chải làm thuê ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Anh Long nhận thấy, ở nhiều địa phương, điều kiện khí hậu thời tiết còn khó khăn hơn vùng quê mình, mà người dân vẫn mạnh dạn đầu tư để phát triển kinh tế với quy mô lớn và mang lại hiệu quả cao. Do vậy, anh đã nung nấu ý chí quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Sau khi xuất khẩu lao động Nhật Bản vài năm và cũng đi bươn chải ngoài xã hội được khoảng 3-4 năm nữa thì tôi cảm thấy ở nhà bố mẹ vất vả nên là tôi muốn quyết định là tôi quay về phụ giúp gia đình để phát triển cái mô hình trang trại của gia đình phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Với số vốn ít ỏi tích góp được, ban đầu anh chỉ dám mua một cặp bò và vài chục con lợn thịt, cùng hơn 100 con gà thả đồi, với phương châm để lấy ngắn nuôi dài. Ngoài ra, với diện tích gần 10 hecta, anh đầu tư trồng cam, bưởi. Cứ như vậy, mô hình trang trại dần hình thành và mang lại một nguồn thu nhập không nhỏ. Khi thành lập trang trại này thì cũng được chính quyền địa phương, chính quyền xã, huyện giúp đỡ rất là nhiệt tình, cũng hỗ trợ cho gia đình, tạo điều kiện hết sức cho gia đình vay vốn của ngân hàng. Câu chuyện khởi nghiệp cũng chẳng dễ dàng gì với anh Nguyễn Danh Huy ở thôn Soi Tiên, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn. Chấp nhận thay đổi vì cuộc sống khó khăn, anh Huy cũng như nhiều nông dân ở huyện Yên Sơn đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những loại giống cây con có giá trị vào sản xuất. Như ở xóm em thì đa số là đi làm ăn xa hết. Một phần là đi công ty, một phần là đi xuất khẩu lao động, rồi đi làm tự do nữa. Nhưng mà mình thì em không có suy nghĩ đấy. Em muốn ở nhà hơn. Vừa làm vừa rút ra bài học cho mình. Giờ đây trong tay người thanh niên này đã có một trang trại chăn nuôi trâu bò thương phẩm và sinh sản. 3 hecta cây ăn quả, bao gồm bưởi, cam, na, bình quân mỗi năm cho thu nhập vài trăm triệu đồng. Chắc chắn ở nhà làm vườn, làm nông dân thì nó sẽ vất vả hơn. Nhưng mà ngược lại là mình không phải xa gia đình, xa bố mẹ, vợ con, rồi cái đầu óc tư tưởng nó thoải mái hơn, mấy cả là mình tự chủ. Có thể là mình hôm nay mình muốn làm cái này hoặc mai mình muốn làm cái khác là nó theo cái cách tính, cách làm của mình. Hiện tại đầu ra của sản phẩm tốt nhưng giá còn bấp bênh
nên mục tiêu năm tới anh tiếp tục giữ nguyên số lượng đàn vật nuôi và sẽ đi sâu để phát triển chứ chưa mở rộng quy mô. Với cách làm như vậy, gia đình anh đã có của ăn của để, bắt đầu tích lũy vốn để thực hiện ước mơ mở rộng quy mô trang trại. Làm giàu tại nhà cũng là vấn đề không khó mà. Tại vì cái lượng bò này nhà em thì như hiện giờ này, 25 con bò 3B này, nếu mà em nuôi đến khoảng 14 đến 15 tháng, là từ lúc vào đến lúc được bán, thì cũng thứ nhất là mình cũng đã có công và có lãi ở trong cái chỗ mình khi mình bán bò thương phẩm đi rồi. Thứ hai nữa là mình lại cái nguồn chất thải của nó thì mình lại tận dụng được cái đấy, thì mình đỡ phải cái tiền mua phân bón cho cây ăn quả là cũng đỡ được một khoản nữa. Thế là cảm thấy nó cũng hợp lý mà, chứ không đến mức là khó lắm. Tình chung là mọi thứ bước đầu khi mình bắt đầu tiếp xúc với nó thì nhìn cảm giác thấy nó gian nan. Nhưng mà khi mình làm dần nên mình có kinh nghiệm rồi cái gì thế. Học hỏi dần nhưng có kinh nghiệm dần thì cảm giác nó bình thường. Đồng hành với nông dân trong phát triển kinh tế, ngoài việc hỗ trợ hội viên tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao trình độ cho hội viên. Các cấp ủy chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể địa phương còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Chăn nuôi cũng là một trong những cái thế mạnh của địa phương. Phát triển đàn gia súc gia cầm thì chúng tôi cũng đã tiếp cận với các nghị quyết và hướng dẫn cho bà con nhân dân là vay vốn theo các chương trình hỗ trợ của tỉnh để bà con có những cái hỗ trợ ban đầu để phát triển cái đàn gia súc gia cầm tại địa phương của mình. Và mặt khác nữa là đối với công tác trồng rừng thì chúng tôi cũng có những cái chính sách, tỉnh có những chính sách để hỗ trợ cho những hộ gia đình mà trồng rừng cũng như là phát triển cây lâm nghiệp trên địa bàn của xã để đảm bảo cuộc sống, duy trì cuộc sống. Thực hiện các chương trình dự án, đặc biệt là thực hiện 3 chương trình mục tiêu. Đấy, chương trình mục tiêu đó là về thứ nhất là về chương trình xây dựng nông thôn mới, thứ hai đó là chương trình về giảm nghèo bền vững, thứ ba là chương trình đồng bào dân tộc thiểu số. Nó có rất nhiều dự án để thực hiện cái chương trình này. Đấy, về hỗ trợ về thực hiện các cái chuỗi để phát triển như ví dụ chăn nuôi về cây lâm nghiệp, cây ăn quả, hình thành các chuỗi để giúp đỡ cho các cái xã mà được hưởng các dự án này thì để thu hút các thanh niên trong độ tuổi để lao động, tạo thu nhập cho người dân để ổn định cuộc sống hơn. Ở huyện Yên Sơn, có nhiều nông dân mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và đã thành công từ sản xuất nông nghiệp, làm giàu cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ngoài các hoạt động tổ chức hỗ trợ, tư vấn, giúp nông dân phát triển sản xuất, duy trì các nguồn vốn vay, huyện đã lựa chọn các mô hình hiệu quả để nhân ra diện rộng cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Phát triển kinh tế thì có rất nhiều, bởi vì đối với huyện Yên Sơn là có thứ nhất là về phát triển nông nghiệp, cây ăn quả. Còn mà về phát triển vào cái lĩnh vực công nghiệp thì huyện Yên Sơn thì từng bước tới đây sẽ thành lập các cụm khu công nghiệp để thu hút lao động về với địa phương để đảm bảo cuộc sống của người ta sẽ ổn định hơn. Liên kết phát triển sản xuất thông qua việc thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp đang được Hội Nông dân huyện Yên Sơn đẩy mạnh thực hiện nhằm hướng tới một nền sản xuất hàng hóa bền vững. Những mô hình này đã phát huy hiệu quả, tạo ra sản phẩm có giá trị và thu nhập cao cho người nông dân, góp phần đổi mới hoạt động của tổ chức hội một cách hiệu quả, thiết thực. Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Sơn có 81 trang trại, 107 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản. Thành lập mới 8 hợp tác xã, trong đó có 7 hợp tác xã trực tiếp sản xuất hoặc liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông lâm thủy sản. Với những lực lượng thanh niên mà còn ở nhà để làm kinh tế, thì ủy ban xã, cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi thì cũng rất là thường xuyên quan tâm đến cái lực lượng mà lao động tại chỗ tại địa phương. Thì hàng năm thì thực hiện sự chỉ đạo của các cấp các ngành, và đặc biệt nữa là trong những năm gần đây thì đối với tỉnh Tuyên Quang là có những ban hành những cái cơ chế chính sách, nghị quyết của đồng nhân dân tỉnh để áp dụng cũng như là hỗ trợ cho những thanh niên mà lập thân lập nghiệp tại địa bàn của xã. Chúng tôi cũng thường xuyên là tuyên truyền và hướng dẫn cho nhân dân mọi cách để tiếp cận với các nghị quyết, các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để cho lao động phát triển tại địa phương. Phát triển kinh tế xã hội của huyện hàng năm đều vượt
Nhưng đối với năm 2023, huyện đã hoàn thành đến 18 trên 18 các chỉ tiêu về tất cả các về xuất khẩu lao động, về chương trình giảm nghèo, về thu ngân sách và về mặt an ninh chính trị và quốc phòng đều vượt đạt và vượt các có những chỉ tiêu đạt rất là cao. Từ đó thì cái việc như cái tỷ lệ giảm hộ nghèo của huyện Yên Sơn đến thời điểm này thì nó chỉ còn 15,04%, mà trước đầu năm 2023 là huyện Yên Sơn là trên 20%. Thì từ đó là chứng tỏ là cái việc chúng ta đầu tư cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của các cái xã vùng sâu vùng xa. Trong những năm qua, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh gắn với xây dựng nông thôn mới ở Yên Sơn đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao. Cùng với khát vọng vươn lên, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình, của những người nông dân nơi đây, không chỉ tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, mà còn đánh thức được tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng địa phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sản xuất và hội nhập.